những pha va chạm như thế này tất nhiên luôn bất lợi cho Thành Lương. Có lẽ là Thành Lương đã bị choáng sau cú bốn va chạm rất mạnh với Ham Sinh. Chúng ta ở bên phía ngoài đang có Hoàng Thiên và Thanh Trung. Tuy nhiên vị trí của Thành Lương là vị trí rất khó có thể thay thế. Các cổ động viên của Việt Nam cũng đang đội mưa để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Frank Torres. Vé xem trận bán kết này cũng như những trận đấu ở vòng knockout được đẩy lên khá nhiều so với vòng bảng. Do đó thì những vé thấp nhất là vào khoảng 120.000 đồng từ Việt Nam và những vé cao nhất là vào khoảng 2.500.000 từ Việt Nam. Tràng vỗ tay của Lâm Anh Quang thì có vẻ như Thành Lương sẽ tiếp tục thi đấu. Đội trưởng của U23 Việt Nam đang thi đấu với một chiếc đầu được quấn băng trắng. Thành Lương đã đổ máu sau tình huống va chạm với hậu vệ đối phương. Như đã nói thì trong hiệp một của trận này đủ ngọt.